tiền của anh. Nhân. Bây giờ anh cứ đến ạ. Vâng. Anh đi bao nhiêu giờ đến phòng? Phải cái chỗ này là 39 người ngoài không? Dạ. Đi mấy người ạ? 3 người ạ. Cái này lòng chó rồi. Lòng chó, lòng chó. Lọ nào. Lọ nào. Lọ, ok. Đây mình đi ở cái chỗ này. Cái chỗ này á là do là nó không có em út nên là không chơi. Mình đi qua cái chỗ nào có em út đâu. Nó là một thuốc à? Hả? Có em út. À. Thuốc gì? Mút được. Thuốc. Đây bây giờ mình sẽ quẹo qua cái chỗ karaoke gọi là Thiên Đường của Hà Nội. 59 Nguyễn Hoàng. Ok, stop.